Chào tất cả các bạn, mình tên là Lương Ngọc Duy. Mình cũng là cựu vận động viên và bóng nước tuyển quốc gia, từng tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước, những cái cự ly bơi đường dài, cự ly bơi marathon, Ironman. Và năm ngoái tại giải Ironman 2018, mình cũng được vinh dự là người Việt Nam bơi nhanh nhất và xếp 16 trên tổng sắp, tính luôn những anh chị người nước ngoài tham dự chuyên nghiệp. Thì hôm nay mình cùng với Trịnh Vũ Anh Huy sẽ có vài dòng chia sẻ những cái kinh nghiệm kỹ thuật bơi biển cho những anh chị em nào lần đầu tiên tham gia bơi biển. Rồi, xin chào anh Duy. Chào Huy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái nội dung cho một số các anh chị lần đầu tiên tham gia Ironman, hoặc các anh chị quan tâm. Thì điều đầu tiên thì anh Duy có thể chia sẻ là những cái gì cần cho các anh chị mới tham gia Ironman lần đầu tiên. Trước tiên xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn Huy rất là hay. Thì cái đầu tiên Duy muốn chia sẻ với các bạn là cái yếu tố chủ quan. Là một người khi đăng ký thi tham gia Ironman thì cái nhất quyết đầu tiên là phải biết bơi. Và biết bơi, nếu như mấy bạn biết bơi được hai kiểu là ếch và sải thì đó sẽ là cái lợi thế cho mấy bạn. Và cái điều thứ hai nữa đó là mấy bạn phải bơi trong cái thời gian cut off time, là có nghĩa là trong hồ của bạn, các bạn bơi phải 2000m dưới 70 phút. Thì khi đó mình ra biển thì mình mới nhẹ nhàng về tâm lý và mình có khả năng mình hoàn thành cái môn bơi trước, rồi sau đó mình mới bước qua là đạp xe và chạy bộ. Theo như Huy biết thì năm ngoái là năm mùa Ironman 2018 thì sóng rất là to. Và Huy cũng là chơi solo phần 70.3. Và bạn Huy là rất giỏi khi là cái người được lãnh cái giải là bơi nhanh nhất Việt Nam với thời gian là 29 phút. Thì theo Huy là cái khi trước khi bơi mà Huy có chuẩn bị gì? Thí dụ như là về mắt kính bơi và nón bơi mình đeo như thế nào để mình phòng những cái trường hợp như là khi mình bơi đông quá mình bị đạp văng mắt kiến, hay là đeo như thế nào để chắc và lựa mắt kiến như thế nào? Thì năm 2018 thì Huy có tham gia Ironman. Thì cái cự ly bơi á, thì Huy đã chuẩn bị là một ngày trước khi tham gia thi đấu thì Huy cũng có bơi thử đường bơi. Thì thật ra mình không bơi toàn bộ cả đường bơi, mình chỉ bơi để mình xem cái cột phao nó như thế nào. Thì thứ nhất là cái điều đầu tiên Huy thấy là rất là quan trọng là cái điểm đến, cái điểm nhìn của cái đường bơi là rất là quan trọng. Cái thứ hai là cái mình xem cái thời tiết và cái sóng tại điểm, tại vì một cái ngày trước khi mình ra mình bơi thử thì nó là buổi chiều, nhưng mà cự ly thi thì nó là rơi vào buổi sáng, thì thành thử ra mình sẽ tới trước đó một buổi sáng mà mình ra mình xem cái sóng nó như thế nào. Và bơi thử là buổi chiều đó, thì cái thời tiết nó cũng rất là quan trọng. Về cự ly sprint năm ngoái thì thi đấu trước cự ly Ironman một ngày, thì các bạn tham gia sprint cũng có gặp một số các cái khó khăn nhất định, vì cự ly sprint là dành cho một số các anh chị mới tham gia ba môn lần đầu tiên. Thì Huy thấy một số cái khó khăn nhất định trong cái việc mà bơi biển đối với các anh chị. Thì cái việc mà mình xem cái đường bơi nó cũng rất là quan trọng trong cái cự ly thi đấu của mình. Vậy cho Duy hỏi tiếp cái hỏi tiếp theo là cái cách mà lựa chọn mắt kính của Huy là nên một cái loại chuyên bơi đường dài hay là một cái loại vừa hóc mắt mình và nó đủ chặt để mà mình đỡ bị sóng đánh rơi mắt kính hay là bị người khác đập trúng vào? Đối với Huy thì Huy vẫn sử dụng những cái mắt kính mà mình thường xuyên tập luyện trong lúc tập luyện, vì mình sẽ không có bỡ ngỡ hoặc là lạ đối với một số cái mắt kính mình mới lần đầu tiên mình đeo. Thì các bạn nên dùng những cái mắt kính mà các bạn đã sử dụng rồi trong lúc tập luyện. Thì mình muốn chia sẻ là hai cái loại mắt kính mà mình thường xuyên đeo trong lúc tập, là thứ nhất là một số là loại mắt kính là trong suốt, có thể thấy, có thể bơi vào ban đêm,
hoặc là bơi trong lúc thời tiết mưa hoặc là không có nắng nhiều để thấy cái cột mốc, cột bao nó rõ. Cái loại thứ hai là loại mắt kính đen hoặc là chán thủy. Thì cái này đảm bảo cho cái việc là các bạn không bị chói nắng, rất phù hợp cho cái thời tiết ở Đà Nẵng. Thì năm ngoái thì Huy cũng sử dụng cái loại mắt kính này. Còn như anh Duy thì anh Duy sử dụng loại mắt kính nào? Thì như mình cũng như cái Huy nói, thứ nhất là sử dụng mắt kính là mình bơi hàng ngày mình tập luyện. Thứ hai là cái loại mà nó cái tròng nó trong suốt và nó mình nhìn loại kính mà dành cho bơi ban đêm á, tại vì khi mình xuất phát sáng là 6 giờ mình đã xuất phát rồi thì mình dùng cái loại đó nó sẽ dễ quan sát hơn. Và cái dùng loại nào nó vừa thôi. Chứ nhiều lúc cái loại mắt kính mà dành cho bơi đường trường là nó hơi rộng quá thì khi bơi ấy, có thể là nó sẽ bị dễ xúc hơn. Và tiếp theo với ý của Huy là khi mình đeo mắt kính là một cái nón, theo như kinh nghiệm của Duy là mình đeo một cái nón của mình nó thật thoải mái, rồi sau đó mình đeo mắt kính mình vô, sau đó mình sẽ lấy một cái nón thứ hai của ban tổ chức phát cho mình chồng vô nữa thì lúc đó mình sẽ chồng được cái dây kính thì lúc đó cái kính sẽ chắc hơn. Tránh những cái trường hợp như là khi mình đang bơi rồi bị người khác đạp vào á, ví dụ nó có xúc cái kính thì vẫn còn cái dây nó bám đây, rồi vào mình chỉnh lại mình bơi tiếp. Rồi cũng tiếp theo mình sẽ hỏi Huy á, là khi mà Huy bước từ bãi biển mình xuất phát á, mình xuất phát ra thì trên bãi biển á, là lúc á, Huy chọn phương án là chạy nhanh hay là đi từ từ để coi nó như thế nào, hay là lúc bơi những 300-400 mét đầu tiên thì Huy phân sức như thế nào? Thì năm ngoái thì lúc mà xuất phát thì mình đứng khá là xa khu vực xuất phát, thành thử ra lúc mà mình xuất phát thì có khoảng chừng 50-60 các vận động viên khác xuất phát trước mình. Thì cái điều đầu tiên Huy nghĩ tới là khi mình xuất phát mình sẽ nhắm tới cái điểm là cái cột mốc, cái phao đầu tiên mà mình muốn hướng tới, thì mình sẽ chạy ra tới cái điểm tiếp nước và nhắm hướng mắt tới cái điểm cái phao đầu tiên. Cái thứ hai thì Huy cũng quan sát xung quanh các vận động viên của mình như thế nào để mình biết mình có thể mình phân sức hoặc là mình có thể mình theo các vận động viên bên cạnh. Thì cái điều đó rất là quan trọng cho Huy. Khi Huy nhắm được một vận động viên có thể là bơi nhanh hơn Huy thì Huy sẽ có thể bơi cùng với người đó để tiết kiệm được cái thứ nhất là cái lực nước mà cái vận động viên bên cạnh có thể tạo ra. Cái thứ hai là mình có thể giảm thiểu được cái việc là mình phải ngoi lên rồi mình sighting hoặc là mình phải tìm mình nhìn cái điểm tiếp theo. Và lúc 300 mét đầu thì Huy sẽ bơi với phương án là cầm chừng, mình sẽ tiếp nước như thế nào, mình sẽ tìm cái cự ly thích hợp giữa mình và cái phao, dây phao. Vì hầu hết các cái vận động viên mà họ tham gia lần đầu tiên hoặc là họ cái bơi là cái yếu nhất của họ thì thông thường họ sẽ nghiêng về phương án là bơi gần phao hơn, thì nó sẽ làm cái ủng ứ độ, đúng rồi, thì nó hơi đông số lượng vận động viên gần phao. Thì đôi lúc thì nó có thể là nó giảm cái tốc độ của mình hoặc là mình bắt buộc mình phải ngừng, mình khựng lại khi mà mình đụng chúng các vận động viên đi trước. Cũng theo ý tiếp theo ý của Huy á thì Duy có đôi dòng chia sẻ là thứ nhất á, khi mà cái xuất phát á thì ban tổ chức sẽ chia nhiều cái ô. Cái ô đầu tiên là cái ô dành cho những người bơi nhanh dưới 30 phút. Tiếp theo là cái ô từ 30 tới 40. Rồi và trở về sau là có những cái ô tiếp theo. Thì khi đó mình cái thành tích của mình ở trong hồ bao nhiêu thì mình sẽ chọn cái ô tương thích cho mình ở cái tại thời điểm thi mà ban tổ chức đã đưa ra cho mình. Thứ nhất là mình sẽ bơi với, ví dụ mình bơi 50 phút đi, mình sẽ chọn cái ô C thì mình sẽ xuất phát chung những người mà bơi cùng cái tốc độ mình đó, thì nó sẽ dễ hơn. Chứ theo mình góp ý là mấy bạn đừng có từ cái ô C mà mấy bạn chen lên cái ô A và ô B á,
thì khi đó mấy bạn xuất phát á, mấy bạn sẽ rất là dễ bị cuốn theo. Cuốn theo. Thứ nhất á, khi bạn chạy xuống thấy người ta chạy nhanh mình cũng chạy nhanh theo. Rồi xong rồi thấy người ta bơi, wow, tôi bơi nhanh, mình cũng bơi theo. Rồi xong 300 mét đầu là thấy bị tắt rồi đó, thấy là lũ là đuối rồi. Thì lũ tới trăm thứ tư, trăm thứ năm, mấy bạn bảo đảm mấy bạn sẽ nhịp tim cao là sẽ rất là mệt. Cho nên là Duy muốn nhắc lại là mấy bạn sẽ bơi theo cái đúng cái lên tốc độ của mình. Và mấy bạn yên tâm đi, khi mấy bạn xuất phát, mấy bạn chạy qua cái vạch cổng check chip rồi đó, thì cái thời gian mới được tính. Chứ mấy bạn đừng có lo là mình xuất phát sau là mình sẽ bị mất cái thời gian mà mình tham gia thi đấu. Rồi với lại lúc mà bạn chạy bãi biển á, theo mình góp ý, nếu mà cái đường bơi mà mình không khảo sát nhiều quá, cái đường chạy không khảo sát nhiều quá, thì mấy bạn nên chạy với tốc độ thật chậm để mình không bị dẫm lên đá, không dẫm lên vỏ sò, vỏ ốc này nọ để mà gây chấn thương chân như mình. Khi mình tiếp nước rồi đó, mình ra tới ngang bụng thì bắt đầu mình bơi thì nó sẽ dễ dàng hơn.